Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo hướng dẫn các tiện ích trong phần mềm AutoCAD. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là tiện ích Hyperlink nha. Để chúng ta dẫn tới một đường dẫn, một folder hoặc một file gì đó nha. Và mục đích của mình đó là làm video ngắn nha. Các bạn lưu ý nha. Rồi, giả sử ta có một file địa chính như thế này nè. Rồi, ta có một cái thửa đất như thế này. Ta muốn tạo một đường dẫn như đây, ta làm cách nào? Rồi, bấm phím nha. HB, đó, nó hiện là Hyperlink nè. Bấm Enter. Rồi, về đầu tiên nha, tôi ý nè, đây là cái tên của đường dẫn, đây là đường dẫn nha. Giả sử ta muốn đường dẫn tới đâu, ta bấm vô file nha. Còn đây ta muốn tăng web hay là đường dẫn gì tùy mình nha. Rồi, mình chỉ nó hướng dẫn tới đó là đường dẫn tới file với folder thôi nha. Rồi, giả sử ta mở tới một cái là cái file nha. Mà V8 cũng được, file cam giấy cũng được, kết cũng được, cái gì được, nhưng mà tôi hướng dẫn đơn giản đây này nha. Và ảnh nha. Mở lên. Rồi, đây đường dẫn nè. Ở đây đặt tên nè, đặt tên cho cái đường dẫn nè, ví dụ nhanh nha. Rồi, ok, sau khi chúng ta đưa cái hướng dẫn Hyperlink vô thì cái file nó sẽ có cái đặc điểm như sau. Đó, nó có cái mũi tên thấy không đó. Rồi bên đây nó không có nè, đó khác nhau nha. Rồi giả sử ta muốn mở cái Hyperlink thì sao, ta chọn vô nó nè, rồi ta bấm Ctrl nè, giữ Ctrl nè thấy không, Ctrl bấm vô đó, hiện ra nè, đây ảnh nè thấy không. Rồi đây nha, đó, còn lại nè, đây nha, bấm Ctrl nè, đó, nhấp hai cái lên hiện hai cái, nhấp một cái là hiện một cái nha, lưu ý nha, đó, rồi giả sử ta hiện thứ một thì sao, ta bấm cho chọn vô nó nè, bấm chuột phải nè, Hyperlink nè, Edit nè, rồi, cái này nè, ta muốn chọn thứ một số một thôi, chọn số một thôi, cái này ghi là thứ một thôi nha, rồi vô vậy nha, ok, rồi ta bấm Ctrl và bấm chuột trái vô, đó thì ta thứ một này thôi. Nó đơn giản vậy. Chúng ta muốn hiện tới tăng web, website hay là hiện tới email gì được hết nha. File kép, file micro, file gì cũng được nha. Rồi, hôm nay tôi chỉ hướng dẫn video ngắn như thế các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.